vị tài trợ, đơn vị tổ chức, kính thưa tổ trọng tài, các vận động viên cũng như các cổ động viên thân mến. Hòa chung không khí phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như nền bóng đá phủi khắp cả nước, giải bóng đá Kỳ Anh League lần thứ nhất tranh cúp Phú Nhân Nghĩa năm 2019 đã được hình thành và diễn ra do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Gia Hưng đăng cai tổ chức từ ngày 20 tháng 8 năm 2019 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019 nhằm tạo một sân chơi và cầu nối giúp các đội bóng giao lưu học hỏi, các vận động viên trong và ngoài địa bàn tỉnh có cơ hội tạo lập mối quan hệ, tình cảm hữu nghị. Cuối cùng giải đấu của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Quý vị biết đấy, trải qua 18 trận đấu hấp dẫn ở vòng bảng, 4 trận đấu đầy kịch tính ở vòng tứ kết, 2 trận cầu nảy lửa ở vòng bán kết, giải chúng ta đã khép lại với 2 trận tranh 3-4 giữa FC Voi, FC Đan Du Kỷ Thư và đặc biệt là trận chung kết nghẹt thở giữa hai đội FC Nabaha và FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai. Cuối cùng đã tìm ra được thứ hạng của các đội như sau: giải Fair Play thuộc về FC Đan Du Kỷ Thư, giải 3 thuộc về FC Voi, giải nhì thuộc về FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai và nhà đương kim vô địch năm nay thuộc về FC Nabaha. Xin chúc mừng thành tích của các đội. Và sau thành công của giải đấu này, chúng tôi sẽ lấy đây là giải tổ chức thường niên của huyện và thị xã Kỳ Anh. Rất mong được sự quan tâm cổ vũ, động viên của các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ, các đội bóng và quý khán giả để giải đấu tiếp theo của chúng ta được thành công hơn nữa. Và ngay sau đây, xin được kính mời ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Gia Hưng và cũng là trưởng ban tổ chức giải lên có đôi lời phát biểu. Xin được kính mời ông Trần Anh Tuấn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể vận động viên và cổ động viên thân mến. Giải bóng đá Kỳ Anh League lần thứ nhất tranh cúp Phú Nhân Nghĩa năm 2019 được khép lại sau 26 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, đầy kịch tính. Có tới 97 bàn thắng đã được ghi với nhiều cảm xúc vỡ òa trên sân và niềm phấn khởi của mã đội bóng cùng các cổ động viên đến từ các FC trong và ngoài huyện cũng như thị xã Kỳ Anh. Qua 6 ngày tranh tài, chúng ta đã tìm ra được chủ nhân cho các thứ hạng. Để giải đấu được thành công là sự nỗ lực rất lớn của tập thể ban tổ chức và đặc biệt xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Nhân Nghĩa đã tài trợ cho giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn các quý vị đại biểu, các đoàn vận động viên cũng như tất cả cổ động viên đã đến với giải đấu. Vậy tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá Kỳ Anh League lần thứ nhất tranh cúp Phú Nhân Nghĩa năm 2019. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, các vị quý khách, nhà tài trợ, tập thể ban tổ chức, tổ trọng tài, các đội bóng đá và toàn thể cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn lời phát biểu của ông Trần Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức giải. Và sau đây xin được kính mời đại diện nhà tài trợ ông Trần Đại Nhân lên nhận bó hoa tươi thắm từ trưởng ban tổ chức thay cho lời tri ân sâu nặng. Một lần nữa xin được kính mời ông Trần Đại Nhân. Xin mời ông Trần Đại Nhân. Xin được thay lời cho đơn vị tổ chức, xin được cảm ơn đơn vị đã đồng hành, đã tài trợ cho giải được thành công tốt đẹp. Đề nghị quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành với giải chúng tôi ở những giải đấu tiếp theo của những năm tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và kính thưa quý vị, trở về với buổi lễ bế mạc và trao giải ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Ngay lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu đại diện Ủy ban Nhân dân huyện có ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Kỳ Anh. Bên phía đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu xin được giới thiệu ông Trần Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu. Và ông Phạm Nguyên Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu. Ông Trần Bách Chiến, Trưởng ban Văn hóa xã Kỳ Châu.
Đại diện nhà tài trợ có bà Nguyễn Thị Dung, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nhân Nghĩa, và ông Trần Đại Nhân, chủ đầu tư dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa, Phú Nhân Nghĩa Complex. Đại diện ban tổ chức có ông Trần Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Gia Hưng. Tham dự buổi lễ bế mạc hôm nay còn có tổ trọng tài và đại diện 12 đội bóng, vận động viên cũng như cổ động viên. Xin mời quý vị nhiệt liệt chào mừng. Sau đây chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất của buổi lễ hôm nay, phần trao giải cho các danh hiệu cá nhân. Kính mời tổ trọng tài điều hành giải đấu lên nhận quà từ ban tổ chức. Ngay sau đây xin được kính mời ông Trần Việt Đức, phó ban tổ chức, quản lý khu liên hiệp thể thao Phú Nhân Nghĩa lên trao quà cho tổ trọng tài. Xin được kính mời ông Trần Việt Đức. Quý vị biết đây, ông Trần Việt Đức là quản lý của khu liên hiệp thể thao chúng tôi. Và những ai có nhu cầu đặt sân hãy liên hệ với ông Trần Việt Đức để chúng ta được trải nghiệm trên một mặt sân với chất lượng cao của sân vận động khu liên hiệp thể thao Phú Nhân Nghĩa chúng tôi. Nhiệt liệt hoan nghênh. Một lần nữa xin được cảm ơn tổ trọng tài suốt thời gian giải diễn ra đã điều hành những trận đấu công minh, chính trực và công bằng đối với các đội. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với giải thủ môn xuất sắc nhất. Giải thủ môn xuất sắc nhất đã thuộc về thủ môn Lương Khánh Hậu của FC Na Bà Hà. Xin được kính mời ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc trung tâm văn hóa truyền thông huyện Kỳ Anh lên trao giải. Xin được kính mời ông. Xin được cảm ơn. Cảm ơn những pha cống hiến, những pha tầm phá bóng rất đẹp mắt của thủ môn Lương Khánh Hậu. Xin chúc cho thủ môn Lương Khánh Hậu sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Mạnh. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta hãy đến với giải cầu thủ xuất sắc nhất. Giải cầu thủ xuất sắc nhất đã thuộc về cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Hải Chiêu của FC Dịch vụ Hạ tầng Mãi Lai. Sau đây xin được kính mời ông Nguyễn Quốc Văn, giám đốc truyền thông của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nhân Nghĩa trở về trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất. Không những kỹ thuật cá nhân xuất sắc mà với một lối chơi rất fair play, lối chơi rất đẹp mắt, anh đã cống hiến cho chúng ta không ít những pha bóng đẹp và những pha dứt điểm tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn cầu thủ Nguyễn Hải Triều đã cống hiến cho chúng tôi những gì tinh quý nhất, đẹp đẽ nhất trong làng bóng đá. Xin được cảm ơn. Chúc cho Nguyễn Hải Triều sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Văn. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là giải vua phá lưới. Và giải vua phá lưới đã thuộc về cầu thủ Đầu Trồng Tuấn Anh mang áo số 18 với thành tích là 9 bàn đến từ FC Na Bà Hà. Xin được kính mời. Và xin được kính mời ông Hoàng Đông Giang, trưởng ban chuyên môn của giải đấu lên trao giải. Xin mời ông Hoàng Đông Giang. Vâng, cầu thủ Đầu Trồng Tuấn Anh mang áo số 18, một cầu thủ đang sở hữu một cái chân phải ma quái, và chính anh đã lập đến 9 bàn trong mùa giải của chúng ta vừa rồi. Xin được chúc cho cầu thủ
Đậu Trọng Tuấn Anh sức khỏe thành công. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Đông Giang, trưởng ban chuyên môn của giải. Tiếp theo xin được kính mời quý vị hãy đến với giải thưởng của đội bóng Frog Play. Xin được kính mời FC Đan Du Kỳ Thơ. Xin được kính mời đại diện đội bóng lên nhận giải. Xin được kính mời ông Trần Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức lên trao giải cho FC Đan Du Kỳ Thơ. Xin được kính mời đại diện của FC Đan Du Kỳ Thơ, những người đã cống hiến hết mình cho những pha bóng đẹp, lối chơi đẹp mắt. Và giải Free Play xứng đáng thuộc về FC Đan Du Kỳ Thơ. Hãy dành cho FC Đan Du Kỳ Thơ 100 pháo tay với những gì đẹp đẽ nhất đã mang lại cho giải đấu của chúng ta. Một giải thưởng hết sức ý nghĩa, một giải thưởng rất đẹp đẽ, rất cao thượng, giải Free Play. Xin được cảm ơn. Và ngay lúc này đây xin được kính mời bà Nguyễn Thị Dung, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nhân Nghĩa và là nhà tài trợ, bước lên bục để trao huy chương cho các vận động viên. Xin được kính mời bà Nguyễn Thị Dung. Giải ba đã thuộc về FC Voi. Xin được kính mời cả đội FC Voi lên nhận huy chương. Và cũng xin được kính mời ông Phạm Nguyên Thịnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu, hãy bước về trung tâm sân khấu để bắt đầu trao giải ba cho FC Voi. FC Voi với những công hiến nỗ lực và thật đáng khen ngợi trong những trận đấu vừa qua, và đặc biệt là một trận cầu rất đẹp mắt ở vòng tranh 34 vừa qua. Một đội bóng chơi cũng rất hết mình để cống hiến cho quý khán giả cũng như toàn thể mọi người những pha bóng đẹp mắt và tạo nên một giải đấu thành công. Xin được chúc mừng FC Voi đã đạt danh hiệu giải ba trong giải đấu Kỳ Anh Lich lần thứ nhất tranh cúp Phú Nhân Nghĩa năm 2019 của chúng tôi. Mời ông Phạm Nguyên Thịnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu, hãy trở về trao danh vị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Châu đã lên trao giải cho đội giải ba. Và tiếp theo xin được kính mời đội đạt giải nhì, đội FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai, xin mời cả đội lên nhận huy chương và danh vị. Xin mời FC Voi chúng ta hãy nán lại. Xin mời FC Voi chúng ta hãy nán lại. Xin mời FC
HC Mai Lai. Xin mời HC dịch vụ hạ tầng Mai Lai lên để nhận huy chương và giải nhì. FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai là một đội bóng chơi kỹ thuật cá nhân rất cao, tốc độ tham gia tấn công rất nhanh thưa quý vị, và một lối chơi rất đẹp mắt. Mặc dù đội hình với những cầu thủ cũng ngoại hình trung bình, nhưng từ tốc độ cho đến sức khỏe của Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai là rất cao. Và Mai Lai đã dành tặng đến cho toàn thể quý vị chúng tôi những trận cầu đẹp mắt. Xin được cảm ơn FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai và chúc mừng đội với thành tích giải nhì. Ngay sau đây xin được kính mời ông Trần Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thủy Châu trở về trung tâm sân khấu để trao giải nhì cho FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng đội đạt giải nhì FC Dịch vụ Hạ tầng Mai Lai. Xin được cảm ơn những cống hiến của đội trong suốt thời gian thi đấu vừa qua. Xin được cảm ơn ông Trần Xuân Việt, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thủy Châu đã lên trao danh dự và quà cho đội đạt giải nhì. Và ngay lúc này đây một lần nữa xin được kính mời bà Nguyễn Thị Dung đã trở về bục và trao huy chương vàng cho nhà đương kim vô địch năm nay. Xin được kính mời các vận động viên, ban huấn luyện viên của FC Nam Bà Hà. Nam Bà Hà với một hành trình tiến vào vòng chung kết là một hành trình có thể viết lên một bản tiểu thuyết. Nam Bà Hà một chút nữa thôi đã phải dừng chân lại ở vòng tứ kết trước cuộc đối đầu với FC Kỳ Hoa. Ở loạt sút lần lượt cân não, họ đã phải sút đến lượt sút thứ 7 mới phân định được thắng thua và nắm chắc trong tay chiếc vé lọt vào vòng bán kết. Và chuyến hành trình đó của Nam Bà Hà ngày hôm nay đây đã về đích một cách viên mãn thưa quý vị. Và ngay sau đây xin được kính mời ông Trần Đại Nhân, đại diện nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nhân Nghĩa lên trao bảng danh vị cúp và quà cho đội vô địch năm nay. Chúc mừng Nam Bà Hà đã giành
nhà đương kim vô địch, những thước phim, những thước hình ấn tượng nhất trong buổi lễ bế mạc hôm nay. Xin được kính mời, kính thưa quý vị, kết thúc giải bóng đá Kỳ Anh League lần thứ nhất tranh cúp Phú Nhân Nghĩa năm 2019. Sau giải đấu, Đồng Lai là sự phấn khởi, tin tưởng, vui tươi cho các câu lạc bộ, vận động viên, khán giả trong và ngoài huyện Kỳ Anh. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng vận động viên và tổ trọng tài đã nhiệt tình điều hành giải đấu một cách thành công tốt đẹp. Cảm ơn ảnh viên áo cưới Thanh Bình đã đồng hành ghi hình cùng giải đấu. Cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện lễ hội Minh Chiến cùng đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn các anh chị phóng viên báo đài đã về tham gia ghi hình và đưa tin. Cảm ơn bình luận viên MC Nhật Minh đã nhiệt tình cống hiến trong suốt giải đấu. Cảm ơn shop thể thao bằng Sport. Cảm ơn quý vị khán giả, những người đã góp phần quan trọng cho sự thành công của giải. Và đặc biệt hơn nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu nặng đến các anh chị nhân viên của ban tổ chức đã luôn hết mình phục vụ trong suốt thời gian giải đấu chúng ta. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân, các cổ động viên và các vận động viên đã nhiệt tình ủng hộ bằng tinh thần cũng như vật chất và công sức để làm nên một giải đấu thành công như thế này. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị đại biểu, các vị khách mời, chúng ta hãy lắng lại, tại khán đài A Thọ. Xin được kính mời, một lần nữa xin được chắc lại, xin được kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý vị khách mời, xin mời chúng ta hãy lắng lại tại hàng ghế đại biểu cho. Một lần nữa xin được kính mời các ông, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể quý vị khách mời. Và cũng xin được kính mời các đồng chí nằm trong ban tổ chức, chúng ta hãy nán lại để ghi lại thức hình lưu niệm để kỷ niệm giải đấu đầu tiên thành công tốt đẹp. Chúng ta hãy ghi lại dấu ấn bằng những thức phim, những thức hình. Xin được kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em trong ban tổ chức, chúng ta hãy nán lại. Hãy nán lại một phút để chúng ta cùng ghi lại những thức hình lưu niệm.